với chủ đề Trung thu cho em, Tết Trung thu năm nay tại thành phố Sông Công, một Tết Trung thu đặc biệt được Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Sông Công livestream trên fanpage Đài Truyền thanh Truyền hình Sông Công và trang Thiếu nhi Sông Công trên kênh YouTube Đài Truyền hình Sông Công. Nhiều tiết mục văn nghệ nhảy dân vũ hấp dẫn, những màn biểu diễn ấn tượng, hoạt cảnh Trung thu đặc biệt của em, phóng sự Sắc màu Trung thu do Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Sông Công thực hiện và màn múa lân đặc sắc vui nhộn không thể thiếu, cùng nhiều quà tặng ý nghĩa cho đại diện thiếu nhi các xã phường. Tất cả mang đến cho các em thiếu nhi và nhân dân thành phố Sông Công mùa Trung thu một Tết đoàn viên thật nhiều ý nghĩa. Toàn bộ chương trình sẽ được Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Sông Công livestream trên fanpage Đài Truyền thanh Truyền hình Sông Công và fanpage Thiếu nhi Sông Công, kênh YouTube Đài Truyền hình Sông Công. Chương trình là món quà gửi tặng tất cả các em nhỏ trên địa bàn. Chắc chắn sẽ mang tới cho các em thiếu nhi Sông Công một đêm Trung thu đặc biệt theo hình thức trực tuyến, một cách trọn vẹn, an toàn và ý nghĩa nhất. Sự kiện được diễn ra vào lúc 19h45 phút ngày 19 tháng 9, tức ngày 13 tháng 8 năm Tân Sửu. Trân trọng kính mời quý vị và các bạn đón xem.